Chiều ngày 23 tháng 3 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Hưng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, quyện có 52 ứng cử viên trong danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quyện khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc lấy ý kiến nhận xét và mức độ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử có tên trong danh sách sơ bộ nhằm làm cơ sở để hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quyện khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú trong thời gian từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021. Các cơ quan có ứng cử viên cần tạo điều kiện cho ứng cử viên tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú và lãnh đạo cơ quan cần sắp xếp tham dự hội nghị này để nắm tình hình và có hướng lãnh đạo tốt hơn trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn vướng mắc, các địa phương cần kịp thời phản ánh về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận để hỗ trợ phối hợp giải quyết. Cũng trong chiều hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị công bố các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, giới thiệu tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử, đại diện chính quyền nơi cư trú của những người ứng cử nêu rõ phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, kết quả công tác của từng người ứng cử ở nơi công tác, nơi cư trú, việc thể hiện rõ vai trò trách nhiệm, sự gương mẫu thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, những quy định của chính quyền địa phương. Đối chiếu với quy định đều đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, 100% cử tri nơi cư trú thống nhất tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.